vài hãng tàu chính. Hãng tàu chính là những đơn vị mà có đội tàu để chúng ta có thể nhìn thấy ở ngoài đường, những cái vỏ công mà có những cái chữ ở trên cái vỏ công đó thì đấy chính là tên của hãng tàu. Ví dụ là APL này, CMA này, CNC này, Costco này, China Shipping này, Dongjin này, Evergreen này, Emirates, Zomadep, Hamburg, Hapag-Lloyd, K-Line, KMTC, Merck, MOL, MSC, cái MOL đọc là MOL, Namsung, NYK, One, OOCL, PIN, RCL, Merck, Sinoco, NITC, S-Malaysia, TS-Line, One High, Giang Minh, Jim. Ở đó là những hãng tàu chính, những hãng tàu chính mà mình ra ngoài đường mình sẽ gặp khá là nhiều. Và qua đó thì các bạn có thể phân biệt được là có những cái đội tàu là những cái đơn vị có tàu, và những đơn vị forwarder chỉ là đơn vị không có tàu, đơn vị phòng vé, gọi là bán chỗ, bán vỏ công, bán chỗ cho cái shipper và ông shipper và ông consignee. Đó là cái nhiệm vụ của ông forwarder, gọi là bán booking của hãng tàu cho các chủ hàng. Đấy là nhiệm vụ của forwarder. Liên quan đến hai nhiệm vụ chính đó là vận chuyển và thủ tục hải quan. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ đi đến về khái quát chung về một vài các khái niệm và quy trình và các chi phí cơ bản đối với mảng vận chuyển hàng hóa. Ở cái mảng thứ nhất là logistics thì hiểu gồm những vấn đề như là vận chuyển hàng hóa này, cung cầu hàng hóa này, kho và hàng tồn kho, hải quan, xuất nhập khẩu, đóng gói, nguyên liệu. Đó, làm sao để tạo cho một cái chuỗi cung ứng từ tay người shipper, người xuất khẩu đến tay người consignee, người nhập khẩu được tốt đẹp. Ở phần freight forwarder, gọi tắt là forwarder, viết tắt là FWD, là thuật ngữ chỉ người hoặc công ty làm nghề giao nhận vận tải forwarding. Tập trung vào các mảng chính là vận chuyển quốc tế này, đường hàng không này, đường biển này, và các dịch vụ thông quan hàng hóa và vận chuyển nội địa trong nước là xe công, xe tải. Vậy thì forwarder là công ty giao nhận và tập trung vào hai vấn đề chính là vận chuyển và thủ tục hải quan. Bây giờ các bạn tập trung vào cái hình ảnh ở trong clip này thì là shipper này là người xuất khẩu, consignee người nhập khẩu, POL là cảng đi, POD là cảng đích. Ở hai bên đầu thì có hải quan xuất khẩu và hải quan nhập khẩu. Ông forwarder này, ông forwarder có nhiệm vụ là kết nối thay mặt cho shipper và thay mặt cho consignee. Ở hai bên bờ đại dương thì đều có forwarder. Forwarder 1 và forwarder 2 là hai đại lý của nhau. Hai đại lý của nhau. Và forwarder này làm nhiệm vụ gần như là một cái phòng vé, sẽ kết nối với ông hãng tàu này để bán booking, bán chỗ, đặt chỗ và bán phí vận chuyển cho cái ông shipper và ông consignee. Ông shipper và ông consignee muốn vận chuyển hàng hóa thì phải dùng dịch vụ của ông forwarder. Và ông forwarder 1 phải có ông forwarder 2 là đại lý của mình để xử lý các việc bên kia bờ đại dương cho ông forwarder 1. Ở phần tiếp theo mình đến với phần quy trình để đối với một hàng lô hàng công. Đây là quy trình về mảng vận chuyển một lô hàng công như sau. Theo như cái tư duy về mảng xuất nhập khẩu thì chỉ cần ông shipper, shipper là ông sản xuất hàng hóa ra và ông ấy vận chuyển đến tay của ông consignee là xong. Nhưng mà tư duy về mảng logistics thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Đầu tiên là sẽ có một cái công rỗng ở cảng POL này, xong sau đó kéo công rỗng về cái kho của ông shipper đóng hàng. Ở về kho shipper đóng hàng xong, đóng đầy công rồi thì là vận chuyển đến cái cảng đi là cảng POL.
Làm thủ tục hải quan xong và vận chuyển lênh đênh qua bờ đại dương đến cảng POD là cảng đích. Đến cảng đích rồi làm thủ tục hải quan và vận chuyển đến kho của ông Cansani. Ông Cansani dỡ hàng xong phải quay ngược trở lại cái vỏ công rỗng, quay ngược trở lại cái cảng đích này. Rửa vỏ công rỗng đi cho sạch sẽ và chuẩn bị cho lô hàng tiếp theo xuất khẩu. Đó là cái quy trình về mảng logistics. Thì các bạn tập trung vào cái hình ảnh này và sẽ phân tích về cái quy trình chi tiết này. Đầu tiên là ông shipper và ông consignee sẽ ký kết với nhau một hợp đồng mua bán quốc tế này. Sau đó thì ông shipper sẽ gom hàng cho đủ hàng và ông consignee phải gom tiền. Đó. Ông shipper này đặt booking với ông forwarder, forwarder 1 để lấy vỏ công rỗng, và ông forwarder 1 này phải đặt booking lấy vỏ công rỗng từ hãng tàu. Tiếp theo, ông shipper này có vỏ công rỗng thì sẽ kéo cái vỏ công rỗng từ cái cảng POL, từ cái bãi CY, từ cái cảng POL này, kéo vỏ công rỗng về đến kho của mình. Về đến kho của mình. Đấy, thường thì là sẽ kéo, shipper sẽ kéo về đến kho của mình để đóng hàng, để tiết kiệm chi phí. Cũng có tình huống là shipper mang hàng của mình ra cái cảng POL để đóng, nhưng mà tình huống đấy thì không nhiều. Sau khi shipper đóng hàng xong thì vận chuyển cái gọi là cái tracking ấy, tracking là vận chuyển nội địa ấy, vận chuyển hàng hóa của mình đến quay ngược trở lại cảng xuất khẩu, cảng POL để chuẩn bị xuất khẩu hàng hóa. Đó, làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Sau đó hàng lên tàu. Hàng lên tàu rồi thì là sẽ lênh đênh trên biển và chuyển sang đến cảng đích. Chuyển sang đến cảng đích là cảng POD. Shipper lúc này thì trong lúc mà hàng lênh đênh trên biển thì ông shipper sẽ hoàn thiện bộ chứng từ tài chính, bộ chứng từ thương mại. Các bộ chứng từ này thì bọn em sẽ học ở các bài chi tiết ở các bài sau, để gửi cho ông consignee, để ông consignee sẽ thanh toán. Cái việc mà consignee thanh toán thì tùy thuộc vào cái hợp đồng, có thể phải thanh toán ngay, nhưng có thể là đôi khi phải thanh toán, được thanh toán chậm, chậm tầm khoảng từ 30 đến 45 ngày, ví dụ vậy. Sau khi tàu cập cảng đích thì là consignee sẽ làm thủ tục hải quan, thủ tục hải quan nhập khẩu, hoặc là nhờ ông forwarder 2 này sẽ đứng ra làm thủ tục hải quan nhập khẩu và kéo cái công gọi là công đầy ấy từ cảng đích về đến kho của mình, là kho của consignee. Đó, sau khi consignee kéo về xong thì sẽ dỡ hàng và trả lại cái vỏ công rỗng, tracking ngược trở lại cái cảng POD là cảng đích, trả ngược lại vỏ công rỗng. Rồi, sau phần quy trình thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần về các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển một lô hàng công. Mình sẽ chia ra làm 3 phần. Đầu tiên là giai đoạn đầu, là trong cái giai đoạn xuất khẩu, gọi là các chi phí ở đầu xuất khẩu. Giai đoạn thứ hai tiếp theo là các chi phí khi mà hàng lênh đênh trên biển. Và giai đoạn cuối là các chi phí đầu nhập khẩu. Rồi, chi phí ở đầu xuất khẩu thì bao gồm những chi phí như sau này. Đầu tiên là cái phí tracking, vận chuyển hàng hóa từ cái vỏ công rỗng này, từ cảng POL này, vận chuyển cái vỏ công rỗng đến kho của ông shipper. Đó, và vận chuyển từ kho shipper đến cái cảng POL ngược trở lại, thì đấy là cái phí tracking. Trong cái phí tracking này thì mình phát sinh thêm cái phí nâng công và phí hạ công. Phần này thì đoạn sau mình sẽ học. Rồi, sau khi mà tracking về đến kho của ông shipper xong, về kho ông shipper thì phát sinh thêm chi phí là bốc xếp hàng hóa tại kho của shipper. Đó, phải bốc xếp hàng hóa lên. Rồi, sau đó thì là tracking đến cái bãi CY, bãi để công CY đấy, ở cảng POL. Sau đó mình sẽ làm cái phí thủ tục hải quan xuất khẩu. Cái hải quan xuất khẩu này thì là thủ tục hải quan và làm những cái phải đóng tiền thuế xuất khẩu. Nhưng thường thường thì thuế xuất khẩu ấy sẽ là 0%. Trừ những mặt hàng liên quan đến tài nguyên quốc gia thì mới có thuế xuất khẩu thôi. Rồi, mình phải đóng cái tiền local charge tại cảng POL. Local charge là những cái phụ phí địa phương tại cảng POL. Đó, local charge chi tiết thì là tí mình sẽ học sau. Đó là xong cái mảng về chi phí tại đầu xuất khẩu, bao gồm những chi phí như là tracking này, phí bốc xếp tại kho shipper này, lại tracking ra cảng POL này, rồi làm phí thủ tục hải quan xuất khẩu này,
thuế xuất khẩu nếu có và đóng tiền local tax. Ở phần 2 là cái giai đoạn mà từ cảng POL đến cảng POD thì chỉ phát sinh cái phí Ocean Freight là phí OF ấy, OF ấy, là cái phí cước biển. Ở phần số 3 là chi phí đầu nhập khẩu. Ở chi phí đầu nhập khẩu thì có những chi phí như sau này. Đóng tiền local tax là phụ phí địa phương tại cảng đích. Làm thủ tục hải quan nhập nhập khẩu và đóng tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế VAT hay là tiêu thụ đặc biệt, vân vân, đóng tiền thuế. Đó, sau khi hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu xong thì là sẽ nâng cái công lên, gọi là nâng 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 cái công lên xe công. Sau đó kéo cái xe công từ cảng đích về đến kho của consignee. Về đến kho của consignee, sau đó thì phải dỡ hàng tại kho consignee, đây là mất thêm phí dỡ hàng. Mất thêm phí dỡ hàng. Tiếp theo là tracking ngược trở lại, phí tracking này từ kho consignee đến cảng đích để trả vỏ công rỗng. Lúc này thì là mình phải vệ sinh công. Mình sẽ phải vệ sinh công và sửa chữa công nếu có. Đó là chi phí đầu nhập khẩu. Thì bao gồm những chi phí như là local tax này, thủ tục hải quan nhập khẩu này, thuế nhập khẩu này, nâng hạ công rồi tracking đến kho consignee, phát sinh thêm phí dỡ hàng ở kho consignee và tracking ngược trở lại cảng POD. Sau đó thì mình sẽ thêm phí vệ sinh công và phí sửa chữa công nếu có. Và nếu nắm chắc được các chi phí này sẽ rất tốt cho các bạn tiếp tục đi theo cái sự nghiệp làm sale với forwarder. Để bóc tách được các chi phí và hiểu được tường tận về chi phí ở đầu Việt Nam cũng như là đầu nước ngoài để tư vấn và báo giá cạnh tranh cho khách hàng. Ở tất cả sẽ được chi tiết và cụ thể ở khóa học sau của mình là khóa học về sale forwarder. Ở đó là những cái chi phí cơ bản của một lô hàng công. Nhưng mà không phải là cứ ở bên đầu shipper là shipper phải trả hết những cái phí này và đầu consignee là consignee phải trả hết, không phải như vậy. Mà để chính xác được là ai sẽ phải trả phí gì, tại điểm nào, thời điểm nào, địa điểm nào hay là những cái chi phí nào thì phải mình phải đi sâu vào vấn đề về Incoterm. Incoterm thì mình mới biết chính xác được là shipper trả phí gì, consignee trả phí gì trong từng điều kiện Incoterm cụ thể. Ở phần này thì mình sẽ đến về cái phí local tax, có nghĩa là phí phụ phí địa phương tại hai đầu cảng đối với hàng công. Phụ phí địa phương là những phí mà nó phát sinh ngoài cái phí cước biển. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phí cơ bản ở đầu cảng xuất khẩu là cảng POL. Đầu tiên là phí TSC. Phí TSC là phụ phí làm hàng tại cảng. Các bạn hình dung vấn đề là như ở ngày xưa mình đi học ở trường thì có phí xây dựng ấy. Mỗi năm mình đều phải đóng cái phí xây dựng đó. Thì giống kiểu là phí để xây dựng, phí để tạo tiền, tạo ra đồng tiền, dòng tiền để xây dựng cái ngôi trường, ví dụ vậy. Thì phí TSC này cũng tương tự là mình cũng phải các chủ hàng, shipper, consignee, shipper đang cảng POL là shipper sẽ phải đóng cái phụ phí này, phụ phí làm hàng tại cảng để cho cảng có thể là xây dựng những cái máy móc thiết bị để giúp cái công hàng của mình được xuất nhập khẩu thật là nhanh. Đây là ví dụ là để làm hàng tại cảng thì mình cần cần đến những cái cẩu dàn này, cẩu chân đế này hay là cẩu sắp xếp công này, những cái thiết bị xe nâng này, xe nâng dỡ hàng này, xe nâng công này và xe công. Đó, những cái trang thiết bị này sẽ gọi là cái phụ phí để tạo lên cái việc mà làm hàng tại cảng cho mình. Thì đây mình gọi là cái phí THC, là phụ phí làm hàng tại cảng. Tiếp theo là phí CIC, là phụ phí mất cân bằng container. Cái mất cân bằng container này không phải là cái việc mà để một cái kiện hàng mà nó bị nặng đầu hay là nặng đuôi mà nó bị mất cân bằng. Mà cái mất cân bằng về cái phí CIC này mình phải hiểu là mất cân bằng về cán cân thương mại. Ví dụ như sau, về mảng nhập khẩu, nhập từ Shanghai về Hải Phòng 800 công một tháng. Về mảng xuất khẩu, xuất từ Hải Phòng đi Shanghai là 100 công một tháng. Vậy bây giờ mình bị lệch là 800 trừ 100 là lệch mất 700 công. Cái việc lệch 700 công, 700 công này thì là có nghĩa là 700 công này đang ở cảng Hải Phòng và cái lực xuất
khẩu đi nó không đáp ứng được 800 công để quay ngược trở lại. Đó. Và bây giờ 700 công này đang làm ở cảng Hải Phòng, mà trong đó đầu Giang Hai lại rất là mong muốn có vỏ công để xuất khẩu đi. Thì cái hãng tàu Hải Phòng sẽ phải xuất vỏ công rỗng từ Hải Phòng quay trở lại Giang Hai để tiếp tục xuất khẩu. Và cái việc bù trừ cái chi phí cho việc vận chuyển vỏ công rỗng như vậy là phí CIC, là phí mất cân bằng container. Đó là bị chênh lệch về cái vỏ công giữa hai cái cảng ở Giang Hai và Hải Phòng là một ví dụ. Tiếp theo, phí siêu là phí trì. Cái phí trì này thì do hãng tàu làm ra và sẽ kẹp vào cái vỏ công. Như hình ảnh này là đang trong lúc mà kẹp cái trì này vào. Mục đích của có cái khóa trì này để khóa cái cửa công lại, tránh tình trạng ăn trộm, ăn cắp. Đó là đây là cái phí trì. Phí siêu. Tiếp theo, phí dock là document, là phí chứng từ. Làm về mảng xuất nhập khẩu, làm mảng logistics thì là cái phí chứng từ này là có rất nhiều chứng từ. Nên là sẽ có riêng một cái phòng ban để làm cái phí chứng từ này và sẽ phát sinh phí dock là phí làm chứng từ. Phí tillage là phí điện giao hàng, học ở bài bill, bài số 3. Phí khai quan vào Nhật, Sang Hai, Mỹ và ba cái thị trường này thì phải mất thêm phí là IFR, AFS và AMS. Đây là những cái phí mà liên quan đến cái việc mà làm manifest học ở những bài sau. Đó là xong về các phí local charge, phụ phí địa phương cơ bản tại cảng POL, cảng đi. Phí TSC là phụ phí làm hàng tại cảng. CIC là phụ phí mất cân bằng container. Phí siêu là phí trì. Phí dock là phí làm chứng từ. Phí tillage là phí điện giao hàng, học ở bài bill, bài số 3. Và các phí khai quan vào thị trường Nhật, Shanghai, Mỹ thì học cả bài manifest. Bây giờ mình sẽ đến cái local charge là phụ phí địa phương tại cảng đích, cảng POD. Ở TSC và CIC là hai phí tương tự. TSC là phụ phí làm hàng tại cảng, CIC là phí mất cân bằng cán cân thương mại, mất cân bằng container. Phí vệ sinh công. Phí vệ sinh công là sau khi mà dỡ hàng tại kho của container và trở ngược lại cái vỏ công rỗng quay ngược cái cảng đích, thì cái vỏ công rỗng lúc này nó đang trong tình trạng không được sạch và mình phải ở cái hãng tàu ấy hoặc là cảng ấy phải vệ sinh cái vỏ công đi, phải vệ sinh cái vỏ công này đi để tiếp tục làm cái mảng xuất khẩu đi thị trường khác. Tiếp theo là phí DO là phí lệnh giao hàng, học ở bài bill, bài số 3, và phí handling là phí làm hàng hay là phí ke hàng. Cái phí handling thì được hiểu như sau. Ví dụ ông forwarder 1 nhờ ông forwarder 2 ke cho mình một cái lô hàng thay mặt mình để làm việc cho consignee, làm giúp consignee cái thủ tục nhập khẩu hoặc làm giúp những cái mảng logistics, chuỗi cung ứng cho nó được suôn sẻ. Thì ông forwarder 2 này sẽ lấy của ông forwarder 1 cái phí gọi là phí ke hàng, là phí handling. Đó là phí ke hàng, phí làm hàng. Đó là những local charge cơ bản của cảng đích, TSC, phụ phí làm hàng tại cảng, CIC, mất cân bằng container, vệ sinh công, vệ sinh cho công sạch sẽ. Phí DO là phí lệnh giao hàng, học ở bài bill, bài số 5. Phí handling là phí làm hàng, phí ke hàng.